Bệnh viện mà lại thiếu thuốc, điểm nghẽn ở đâu cần xóa ngay. Đúng như những gì đã dự đoán mấy tháng trước, chuỗi cung ứng thuốc chữa bệnh đã thực sự bị đứt gãy, nhiều bệnh viện lâm vào tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều trị cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân có bảo hiểm y tế và những bệnh nhân còn điều trị bằng biệt dược. Nguyên nhân từ đâu và còn làm gì để tháo gỡ những rào cản, đảm bảo các bệnh viện không còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân. Khả năng thiếu thuốc chữa bệnh, vật tư tiêu hao, thậm chí cả máy móc, thiết bị ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn thiệt thòi cho người bệnh đã được cảnh báo ngay từ đầu năm. Khi nhu cầu khám chữa bệnh tăng đột biến sau thời gian gián đoạn vì giãn cách xã hội, tập trung chống dịch COVID-19. Bệnh viện đầu ngành, bệnh nhân cũng phải vất vả chờ đợi. Chuyện được nhắc tới khi cuối tháng 4 vừa rồi, nhiều bệnh nhân ghép thận ở Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh phải mua thuốc chống thải ghép. Thuốc được bảo hiểm y tế chi trả bên ngoài vì bệnh viện không còn thuốc này, gây ảnh hưởng đến cuộc sống vốn đã rất khó khăn của người bệnh. Đến đầu tháng 6, việc mua thuốc, sinh phẩm hay vật tư, trang thiết bị y tế không còn là chuyện của riêng Chợ Rẫy mà đang diễn ra tại nhiều bệnh viện ở Cần Thơ, Hậu Giang, Khánh Hòa, Phú Thọ, Bắc Giang. Ngay cả một bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh nhân cũng phải đi tới đi lui vất vả chờ đợi nhiều ngày mới được thay thủy tinh thể. Đó chỉ là một số trường hợp cụ thể về những hệ lụy do thiếu thuốc và vật tư y tế mà bệnh nhân đang phải gánh chịu, nhất là với bệnh nhân trong diện có bảo hiểm y tế. Không chỉ là nỗi lo của các bệnh viện, thực trạng này cũng làm nóng tại diễn đàn Quốc hội khi nhiều đại biểu bày tỏ lo lắng về những bất cập liên quan đến việc cung ứng thuốc chữa bệnh, bởi quá trình này phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó vấn đề đăng ký lưu hành thuốc và đấu thầu mua sắm thuốc có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, phân phối thuốc trong toàn quốc. Muốn xóa đi nỗi sợ cho lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh giúp họ mạnh dạn hơn trong quyết định mua sắm để bệnh viện không còn thiếu thuốc mà không vướng vào sai phạm. Theo các chuyên gia, điều trước cần là phải có một hành lang pháp lý thật tốt. Nếu cứ lấy mục tiêu giá rẻ để chọn thầu thì không ai dám chắc rằng sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Nên chăng hãy mạnh dạn trao quyền tự chủ cho các bệnh viện để giữ gìn thương hiệu. Họ sẽ chú trọng đến chất lượng điều trị nên biết thuốc nào tốt nhất, giá cả hợp lý nhất. Riêng những thuốc độc quyền để chữa các bệnh riêng biệt thì cần sự điều phối trên bệnh viện quốc gia để tiết kiệm được chi phí, như đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan, nguyên phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Vì thế nếu không có những điều chỉnh để hoàn thiện các quy định, quy trình đấu thầu mua sắm vật tư y tế, thuốc chữa bệnh vào các bệnh viện thì tình trạng thiếu thuốc sẽ còn kéo dài ở hầu khắp các địa phương cả nước. Trước mắt, Bộ Y tế phải sớm ban hành thông tư mới thay thế thông tư 32 năm 2018 về đăng ký thuốc nhằm đổi mới và xử lý các điểm nghẽn, giúp việc đẩy nhanh thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký lưu hành thuốc, gia hạn hiệu lực cho gần 10.000 loại thuốc, sẽ hết hiệu lực đăng ký vào cuối tháng 12 tới. Bởi việc này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, dược và việc đấu thầu của các bệnh viện. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.